Cuộc sống của Phùng Ngọc Huy ra sao sau khi rời bỏ Mai Phương và con gái? Mới đây, khán giả khắp nơi như bàng hoàng đã không ít người rơi nước mắt trước thông tin nữ diễn viên từng chiếm sóng trên các kênh truyền hình Mai Phương đang mắc bệnh ung thư phổi rất nặng và hiện đang điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, chi phí chữa trị rất lớn nhưng hoàn cảnh cô lại rất khó khăn, không đủ kinh tế trong những ngày qua. Ngay khi đó, người hâm mộ cũng như các đồng nghiệp đã kêu gọi ủng hộ chung tay giúp đỡ cho Mai Phương vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hơn hết, cô cần phải có sức khỏe để chăm sóc cô con gái bé Lê Vi còn quá nhỏ. Đứng trước sự việc này đã không có ít người khán giả bức xúc nhắc lại chuyện cũ giữa nữ diễn viên và cha của con gái, không ai khác chính là nam diễn viên Phùng Ngọc Huy. Con gái có tên thật là Lê Vi, tên đầy đủ là Phùng Ngọc Thiên Như, trùng khớp với họ của nam diễn viên. Tuy nhiên, anh từng thẳng thắn từ chối chuyện hẹn hò với nữ diễn viên với truyền thông. Mãi về sau Mai Phương mới bộc bạch về anh, không nói lời chia tay, nhưng ai cũng có cuộc sống riêng. Anh rất thương Lê Vi, nhưng cuộc sống ai cũng muốn tốt hơn nên phải đánh đổi lựa chọn. Bản thân anh ấy chưa ổn định, tôi biết anh không phải là tiếp người đàn ông của gia đình. Có rất nhiều thông tin cho rằng anh phụ bạc không nhận vợ và con gái, nhưng Mai Phương đều bác bỏ. Do vậy, trong nhiều năm nay, cô vẫn cán đáng làm việc, làm nhiều việc để có tiền lo cho Lê Vi. Cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn và có nhiều khó khăn hơn khi phải làm mẹ đơn thân. Cha mẹ ruột thì không chấp nhận, nhưng Mai Phương vẫn chịu đựng. Về phía Phùng Ngọc Huy, sau nhiều lần chia tay và ồn ào con cái, anh cũng ở ẩn và dần dần không hoạt động nhiều trong lĩnh vực giải trí Việt. Vài năm gần đây, anh đã chuyển hẳn sang Mỹ định cư và sống khá khép kín. Vì lẽ đó mà thông tin về nam diễn viên rất hiếm hoi. Trên trang cá nhân, hầu như anh không chia sẻ gì về Mai Phương và Lê Vi. Đồng thời, anh cũng giữ im lặng trước những gì mà nữ diễn viên nhắc đến chuyện tình cảm của hai người ở quá khứ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!